Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các ông các bà có mặt tại nhà văn hóa thôn Đông Trường hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chúc tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các ông các bà lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, tháng 3 lại về trong niềm hân hoan của mọi người là tháng của tuổi học trò, và đặc biệt hơn hết là tháng được tôn vinh của tất cả những người phụ nữ trong gia đình, những người trong vai trò làm vợ, làm mẹ. Ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 luôn là một ngày thiêng liêng như thế, để tất cả chúng ta có thể gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho một nửa thế giới thân yêu. Từ bao đời nay, người phụ nữ Việt Nam được coi là một hình tượng đẹp, tự hào, vĩ đại nhất. Hình tượng đó được tô đẹp như đảm đang, nết na, thủy mị, giàu lòng, hiếu thảo với cha mẹ, tần tảo với chồng con. Có biết bao lời thơ ca viết về người phụ nữ, bởi vì có họ mà cuộc sống này trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn. Trải qua bao thăng trầm của xã hội, chị em luôn thể hiện vai trò cảm động, đảm đang với tấm lòng nhân hậu, đã góp phần cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước. Hôm nay, được sự đồng ý của Ban Chi bộ, Chi ủy thôn Đông Triều, Chi hội phụ nữ thôn Đông Triều tổ chức đêm giao lưu văn nghệ kỷ niệm mùng 8 tháng 3 1910, mùng 8 tháng 3 2023. Kính thưa các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bà các chị, trong không khí tưng bừng phấn khởi của đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn các anh các chị trong thời gian qua đã luôn kể vai sát cánh bên tôi để tạo ra một sân chơi vô cùng bổ ích. Đó là sự đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng nhau xây dựng phong trào thôn Đông Triều nói chung và phong trào của Chi hội phụ nữ nói riêng. Và tôi xin cảm ơn Ban Chi bộ, Chi ủy cùng các đoàn thể trong thôn Đông Triều luôn luôn ủng hộ phong trào phụ nữ để phong trào phụ nữ ngày một đi lên. Cảm ơn tất cả các bà, các mẹ, các chị là hội viên phụ nữ của Chi hội phụ nữ thôn Đông Triều đã cùng tôi ủng hộ phong trào của Chi hội phụ nữ ngày một vững mạnh. Cảm ơn các câu lạc bộ đã đến với đêm giao lưu hôm nay để góp phần cho đêm giao lưu được thành công tốt đẹp. Tôi xin chúc toàn thể các vị đại biểu khách quý cùng các câu lạc bộ, các cụ, các ông, các bà đã có mặt tại nhà văn hóa trong buổi tối ngày hôm nay lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và chúc cho đêm giao lưu được thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể anh chị em có mặt trong buổi tối giao lưu văn nghệ do Chi hội thôn Đông, phụ nữ thôn Đông Triều tổ chức. Vậy trước khi vào đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, tôi xin chúc tất cả các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ một kỷ niệm. Chào mừng ngày 113 năm ngày quốc tế phụ nữ và chúc các bà, các mẹ, các chị em luôn mạnh khỏe và gia đình hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn để chúc cho buổi giao lưu văn nghệ của Chi hội phụ nữ thôn Đông Triều hôm nay làm sao mà có một đêm vui vẻ, đoàn kết và phát triển. Và ngay sau đây xin mời lên sân khấu bà Vũ Thị Hải Yến, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Liên Phương có đôi lời chia sẻ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cô, các bác, bà và các anh chị em tham gia đêm giao lưu văn hóa hôm nay của Chi hội phụ nữ thôn Đông Triều. Con kính thưa các vị đại biểu, phong trào phụ nữ của Chi hội, tôi thay mặt tổ phụ nữ xã Liên Phương xin trân trọng được cảm ơn tất cả các đồng chí lãnh đạo của thôn và cũng rất kính mong các đồng chí thường xuyên quan tâm đến chị em phụ nữ của thôn để góp cho chị em phụ nữ trong thôn có một cái phong trào xây dựng Chi hội ngày một mạnh, cũng là góp phần cho xã Liên Phương, tổ phụ nữ xã Liên Phương ngày một vững mạnh hơn. Và một lần nữa
biểu và chúc cho chi hội phụ nữ thôn Đồng Triệu tổ chức Tết Tô Lưu Vân khóa Văn Nghệ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Yeah.
tình, ăn vào cho đỏ môi mình môi ta. Chầu này đêm tối hôm qua, dấu cha có mẹ mang ra mời người. Chầu này có vỏ có môi, anh rơi một miếng cho tôi bằng lòng. Để nhận
Đông Triều. Và đến với đêm giao lưu văn nghệ chào mừng 113 năm ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Ngày hôm nay, đội văn nghệ Trung Nghĩa có gửi tới chương trình của chúng ta một bài múa. Sau đây xin mời lên sân khấu các thành viên trong đội múa của đội văn nghệ Trung Nghĩa.
vào xã cô trời đông thương. Cô xinh quá, cô kẻo quá, bớ lại cô về cô băng tài phát lộc cho chúng con, bớ lại cô. Cô xinh quá, cô muốn kẻo quá, cô về cô băng tài phát lộc cho chúng con, bớ lại cô. Bye.
giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Và tiếp theo chương trình văn nghệ của chúng ta, xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức bài múa Việt Nam quê hương tôi đến từ câu lạc bộ Hướng Dương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thưa con bà, trong nhiệm vụ chung của các cụ có bài
về dự buổi giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay và niềm vui riêng của các cô gái trong các câu lạc bộ của câu lạc bộ văn nghệ của trong xã và ngoài xã đã trở về đây và mang những lời ca tiếng hát về để chúc mừng ngày 18 tháng 3. Thì Thanh Hải cũng là một chàng trai cũng muốn mượn lời ca tiếng hát của mình để trước tiên để chúc cho các bà, các mẹ, các chị, các cô trong ngày 18 tháng 3 này và từ nay trở đi chúng ta cứ trẻ mãi, không già và cứ đẹp như ngày hôm nay. Vậy trước khi thể hiện ca khúc Cô Gái Trầm Lưa này thì xin mời các cụ, ông, các bà và đặc biệt nhất là các cô gái chúng ta hãy cho Thanh Hải một tràng pháo tay để Thanh Hải hoàn thành ca khúc này. Vâng, xin cảm ơn ạ. Mọi người không biết tên thì đã có những đóa hoa rất là tươi thắm để chúc mừng Thanh Hải. Xin chân thành cảm ơn ạ. Rất là hay. Và để tiếp theo chương trình, xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức bài múa Vũ Điệu Kết Đoàn đến từ câu lạc bộ Hướng Dương. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Anh ơi, xin ra cô không? Cô! Ở đây! Ra
rồi trên sân khấu, chúng ta đã được thưởng thức rất là nhiều bài hát hay, điệu múa đẹp cũng như là những bài nhảy sôi động của các bé dành tặng cho các bà, các mẹ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3 rồi các bạn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức một tiết mục kịch rất là đặc sắc, rất là hài hước đến từ đội văn nghệ Trung Nghĩa. Chúng ta cùng gặp lại Thị Hến trong tiểu phẩm Thị Hến kén chồng với sự trở lại của đội văn nghệ xã Trung Nghĩa. Một tràng vỗ tay thật là lớn để cùng chào đón lên sân khấu đội văn nghệ xã Trung Nghĩa. Giảng đời lại khác,
người khôn ý thường nói ngược làm xuôi, chứ nói sao làm vậy thì là đời hẩm hiu. Hến à, Hến ơi, ta muốn có tiểu con để nối dõi tông gia. Ta nằm mộng chỉ có Hến là giúp ta được việc ấy. Giờ này là giờ gì hả nàng? Giờ này là giờ xỉu. Ừ. Mà xỉu ý, có nghĩa là trâu. Đúng. Trâu nghêu ý, là không có hợp với dê. Ê, không trông ta thế này nhưng mà quý tướng không những hợp với trâu, ta còn hợp cả với bò. Dê, lợn, chó, mèo, từ nhỏ đến to, ta rất hợp, hợp cho bằng hết. Chỉ có Hến, chỉ có Hến là ta chưa hợp thôi. Ôi, nghe nghèo nói mà, Hến đây hồn hèn, cũng mộng mơ một chú tiều, nghèo nghèo. Trời ơi, thế thì hồn hèn đi Hến ơi. Ôi trời ơi, thầy ơi, hình như nhà có khách đấy. Khách nào? Làm khách đi. Ôi trời, chết rồi Hến ơi. Có khách thật rồi, chưa ở đâu bây giờ, chưa ở đâu bây giờ Hến ơi. Trời ơi, bây giờ thế này nhá, thế này nhá. Thầy, thầy chưa cho em xuống cổng trắng đi nhá. Chưa cổng trắng? Ừ. Ôi trời ơi, thôi đành vậy. Rồi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào. Ôi trời ơi, đúng con muỗi được. Hến ơi, sao lâu thế Hến? Dạ, em chào thầy ạ. Ôi giời ơi. Em chào thầy ạ. Làm gì trong đấy giờ mới ra chào thầy ạ? Làm muỗi nó chào thầy tí chứ. Dạ, em đang hong tóc mà. Vẽ lực. Hong làm gì? Cứ để cho nó ướt. Càng ướt càng mát Hến ơi. Thế thầy có thấy thơm không? Con phải hỏi Hến thì cái gì chả thơm. Cứ thơm như là muối mít. Dạ, em mời thầy vào. Lần cái bu cái hiếm, môi Hến này chúm chím răng tựa hạt na, răng trắng như ngà, Hến làm ta ngây ngất. Hến ơi, ồ, em chả tin thầy nói dối em rồi. Thầy nói thật nhé. Thầy thề có thiên có địa, mà nói bịa quả gì à, chết tôi. Quả gì à, chết tôi à. Tôi mà nói sai thì ngay đâm mù mắt. Đúng rồi, nó đâm trong mù mắt đi. Tôi nói không thật, thánh vật trời chu Hến ơi. Hến ơi, nó mềm như chiếc ngôi nhà bay đen cũ.
chó? Vâng ạ, nhà em nuôi chó đẻ đấy thầy ạ. Nuôi cả chó đẻ thế? Dạ vâng ạ. Số thầy trắng ra gì ở ngoài kia nhiều muỗi quá, vào đây lại gặp cả chó. Nè, thế nó đẻ nhiều con không? Thưa thầy, nó đẻ một con thế thầy ạ. Úi dồi ôi, này, chó mà đẻ có một con nè. Cái giống chó này là chó thiến suốt. Này, trông cẩn thận không muốn đập chết thầy đấy. Thưa thầy, thế thì tiện đây thầy cho em xin hỏi một điều có được không ạ? Thế này vẻ đêm hôm khuya quắt, chó thì dữ thế, hến hỏi gì hỏi đi. Dạ thưa thầy, thế đang đêm ý mà dư mò vào nhà gái chưa chồng thì luật thầy xử thế nào ạ? Cái sư mò vào nhà gái chưa chồng? Vâng ạ. Nó làm gì có chuyện này? Thế mà có đấy ạ. Chắc đứa nào lại giả dạng nhà sư mượn áo nâu xong để làm điều bậy bạ thế gì? Dạ. Nếu đúng vậy cứ phải xử. Xử thế nào ạ? Xử cho thật nặng. Thế nặng thế nào kia? Còn thế nào nữa? Cứ là lột quần áo già lên cho 30 ngày, cấm không được dẫn xác ngoái vào mông, mắt phải đi rông, mắt không được là nhắm, cho thiên hạ ngắm gió mặt sư gian, thứ sư hổ mang làm ô danh cho bổn đạo. Nó đâu? Nó đâu để thay xử? Dạ, thưa thầy, nó... giống thầy đấy ạ. Hén nói thế nào, làm gì có chuyện giống thầy. Thầy nghiêm chỉnh như thế này ai xử thầy, mà xử vào đâu được chứ lị. Thôi vậy thì để em xử thầy. Ôi trời ơi, thế thì hén xử đi. Quan không ra mà cửa.
rồi. Dạ. Chắc là mèo đấy. Ờ đúng rồi ạ, à. Đấy là con mèo đấy ạ. Hình có biết mèo gì không nào? Mèo đực ạ? Phải rồi. Hến ơi, chính quan đến chậm mong hến bỏ qua. Dạ. Hôm nay trăng đẹp đẹp cả đôi ta. Dạ. Trông hến như tiên ngà dáng thế. Dạ. Ôi giời ơi, cái miệng đôi mắt như có bùa mê, đôi tay ngọc ngà, cái lưng cái tóc. Hến ơi, quan tùy khó nhọc nhưng đến với hến thế này cũng bỏ bỏ ấy. Quan vừa đến chắc còn mệt à? Không, quan không mệt. Thôi việc to tình xin chớ vội vàng. Làm quan ấy là phải đàng hoàng. Đúng. Đi đâu mà vội, hỡi chàng quan dê. Còn hến mà bị dê đã thế thì ông dê cụ. Ê hến ơi. Dạ. Lại đây với quan nào? Để làm gì thưa quan? Quay giày còn để làm gì nữa? Để ta tủ tỉnh tủ tỉnh. Lại mê con hến ở bên
làng này có một người con hến, tôi mà bắt được thì tôi sẽ xử. Chị xử thế nào đấy? Xử cho nó ra môn ra khoai chứ còn xử thế nào. Trời ơi chị ơi. Sao? Lão huyện nhà chị là tuổi mèo. Ừ. Còn lão đề nhà em là tuổi chuột. Thế à? Cho nên cứ chúi lủi suốt đêm. Cũng đang nghìn kế trăm phương em giữ em kèm, chứ thế mà vẫn cứ tôn tên bậy bạ. Thế này em bắt được em cũng liều em xử đi chị ạ. Em xử cho nó thà không có thì thôi, chứ của nhà mình mà cứ lo ngày ngày thế này quất chịu thế nào kinh chị. Của nhà mình mà lại phải lo thế thì chịu theo được. Chị Huyền ơi, số chị em mình là số quỷ bưu, chúng nên vỡ phải cái cầu hầm miêu. Cô đề à, mình đâu là gâm hầm trao thiêu, cùng nhan sắc cũng yêu kiều kém ai, nhưng mà con hến bắt gặp các lão đang nằm trong nhà con hến chị nghĩ thế nào? Tôi á, tôi chỉ có mỗi một cách là thế này. Sao? Này, các lão có lang chạ ở đâu thì cũng cơm nhà là chính. Ôi trời chết, chị làm thế này á mất sống. Ôi mất sống chứ sao? Mình còn trông ngóng vào đâu? Trời nghe trông ngóng vào đâu? Mình thiệt trước. Cô này tuổi nhỏ chí lớn, bây giờ cô bảo chị phải làm thế nào bây giờ? Trời ơi, nếu bây giờ nhá mà vào trong nhà con hến ý, mà gặp cái lão đề nhà cô ở trong ấy, cô xử thế nào đã? Hả? Cái lão đề nhà ấy mà nằm trong nhà con hến hả? Thì sao? Thì em bịt mắt bắt cóng về nhà để cho nó bố đường xa lặn lội vất vả. Thế tôi hỏi thế này nhá, về đến nhà làm sao? Em cho nằm sấp cả tháng, cho đói giặc đói dài, kiệt sức rồi còn làm gì được nữa chứ? Đói giặc đói dài, kiệt sức là không làm gì được nữa. Chả làm gì được cả. Thế thì tôi hỏi cô thế này nhá, nếu mà bắt gặp các huyện nhà tôi ở trong đấy, cô bảo tôi xử thế nào nào? Chị chưa có cách nào xử à? Chưa, nó bảo có mỗi cái cách này thôi mà lại. Ông huyện ấy, thầy phải xử khác. Khác là khác thế nào? Bắt được hôm nay, chị cứ lột chuồng ra cho em. Bà con ở đây người ta cười cho chết thì sao lại lục chuồng? Đến công đường thì cho mặc quần áo, nghe lời thì cho ăn cơm, mà không nghe chị cứ cho ăn cháo. Nghe lời cho ăn cơm, không nghe lời cho ăn cháo. Ăn cháo gì? Cháo hoa 3 tháng liền nhá. Ăn 3 tháng liền. Cứu tôi đi nhá. Nhanh, cẩn trương. Nhanh,
chôn ốc. Kinh quá. Xem con này nó đâu. Không thấy đâu. Con Hến đâu? Hến. Con Hến của nhà Phong Hào. Chồng bà đâu hả? Hến. Con Hà lên nè. Hến.
không ra còn nằm ăn vạ trong ấy nữa hả? Các bà hãy về hết cả chưa? Còn một bà đây. Còn một bà thì em xin ra ngay. Sư sao lại có tóc? À, thì ra thầy xã giả sư. Giả sư như vậy là đắc tội. Giả sư như vậy là hại dân. Dần dần cho đáng kiếp, cho đỡ lũ một dân. Xin cảm ơn, xin cảm ơn một tiết mục rất là hay. Thay mặt ban tổ chức và tặng cô các chị nhân ngày 8/3. Thay mặt toàn thể bà con thôn Đông Triều và hội phụ nữ xin chúc các cô các chị một sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Còn đó là quan điểm.